Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 79. Chương 781. Bay vọt. Tần Tang nhìn chăm chú vòng xoáy phong vân một lúc rồi xoay người rời đi. Còn chưa đi được bao xa, Tần Tang chợt cảm thấy trong cơ thể bất ổn, không dám kéo dài thêm nữa. Đành tìm một chỗ bí mật gần đó ngồi xếp bằng xuống đất. Vừa rồi hắn vì mượn tổ thánh hỏa chi lực để vây khốn hai người kia, đành tạm thời gián đoạn cương sát sông đan. Hành động này vô cùng mạo hiểm, nhưng Tần Tang bị buộc bất đắc dĩ, không thể không làm. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ chỉ qua ba hơi thở mà hắn đã sắp áp chế không nổi, có thể cảm giác được kim đan sắp đến cực hạn rồi. May mắn là kim đan không mất linh tính, nếu không chỉ sợ đã không kiên trì nổi đến lúc này. Hai người kia bị vây ở trong vòng xoáy phong vân, cho dù có tu sĩ khác của Thanh Dương Ma Tông lên núi kiểm tra cũng sẽ không có năng lực cứu người, chỉ có thể lo lắng suông. Sợ rằng chỉ có thể đợi đến khi kim đan của Thanh Dương Ma Tông về núi, để xem hai người kia có thể kiên trì đến lúc đó được hay không. Tần Tang phải lợi dụng đoạn thời gian này hoàn thành bước cuối cùng. Tần Tang hấp thu toàn bộ mảnh vụn thanh dương thần cương trên tay vào cơ thể, sau đó thôi thúc cương khí tràn vào khí hải. Khí hải lúc bấy giờ trống rỗng, địa sát khí còn lại không nhiều lại không phân cao thấp với luồng cương khí này, vậy là đủ rồi. Hắn dùng linh lực bao trùm bọn chúng, đánh về phía kim đan. Cùng lúc đó, Tần Tang dùng cạn một tia linh lực cuối cùng để phát động ô mộc kiếm ô mộc kiếm, kiếm khí mãnh liệt bao phủ đỉnh kim đan. Ba bên lực lượng gặp gỡ, lấy kim đan làm chiến trường, xung kích cùng một chỗ. Khí hải của Tần Tang rung mạnh, cổ họng tanh ngọt. Hắn cố nén đau đớn kịch liệt, vội vàng hoàn thành đạo ấn quyết cuối cùng, tiếp đó nhìn lại khí hải, khẩn trương chú ý biến hóa của kim đan. Khí hải trống rỗng của hắn chỉ có một viên kim đan lơ lửng trên không, xoay tròn vun vút, chỉ kịp nhìn. Thấy một phần nhỏ cuối cùng của kim đan bị hắc khí và thanh khí xâm chiếm dần dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kim đan biến thành một viên quái dị đan hoàn màu xanh đen. Thành rồi. Tần Tang kinh ngạc ngờ vực, dựa theo bí pháp luyện chế phi thiên dạ xoa. Khi hoàn thành sông đan thì có thể nói rằng phi thiên dạ xoa đã luyện chế xong xuôi. Nhưng Tần Tang hơi chần chừ không dám xác định là thành hay bại. Hắn cũng không biết nên xưng hô viên kim đan trong cơ thể này như thế nào. Sát đan, cương sát chi đan, hay là cứ dựa theo xưng hô trong thiên âm thi quyết thi đan. Tạm thời cứ gọi là thi đan vậy. Tin tức tốt là, sau khi luyện thành thi đan thì không bị biến thành dáng dấp như phi thiên dạ xoa. Sát khí được thả ra cuồn cuộn như nước, ngang ngược sông vào kinh mạch. Mặc dù có thể rèn luyện thân thể nhưng sẽ phá hoại rất nhiều, tạo thành quá trình thi biến không thể nghịch chuyển. Vào lúc này, thi đan yên tĩnh nằm trong khí hải Tần Tang, không có một chút động tĩnh, khiến hắn càng cảm thấy quái lạ hơn. Suy nghĩ một lát, Tần Tang thử phát động thần thức kích thích thi đan một chút. Nào ngờ thần thức vừa chạm vào thi đan đột nhiên rung động kịch liệt. Sắc mặt Tần Tang đại biến, lại bó tay chịu trói, bởi vì thi đan hoàn toàn nằm ngoài sự trưởng khống của hắn. Hắn lo lắng quan sát thi đan, phát hiện hai loại màu sắc phân biệt rất rõ trên bề mặt thi đan thế mà lại bắt đầu giao hòa. Rất nhanh đã bị đồng hóa với nhau, cuối cùng biến thành một viên thi đan màu xanh đen. Lúc này, trong lòng Tần Tang đột nhiên có cảm giác, giữa hắn và thi đan dĩ nhiên xuất hiện một tia vô hình liên kết, mà thi đan cũng nhanh chóng đứng yên trở lại. Tùy theo tâm niệm của Tần Tang, thi đan tuôn ra một luồng sức mạnh kỳ dị mà hiện tại Tần Tang chưa thể tùy ý khống chế. Cũng may luồng sức mạnh này rất là dịu dàng. Tu tiên giả sau khi kết đan thành công, vô luận là ma tu, tà tu, tu sĩ chính đạo hay tu bất kỳ bằng môn tà đạo nào thì lực lượng được thai nghén trong cơ thể sau khi trải qua quá trình lột xác sẽ không còn là linh lực đơn thuần nữa, sẽ thống nhất gọi là chân nguyên. Tần Tang tạm thời xưng lực lượng thả ra từ thi đan cũng là chân nguyên, lại phát hiện luồng chân nguyên này quá cổ quái. Bên trong ẩn chứa sát khí, cương khí, thậm chí còn có thi khí từ bí pháp mang lại, dung hợp chung một chỗ. Ý tưởng chế tạo trùng sát cương thi từ ban đầu,
nay đã thành sự thật. Địa sát chi khí và cản thiên cương khí vốn dĩ cuồng bạo cực kỳ, sau khi kiềm chế lẫn nhau rồi dung hợp lại thì bỗng yên ắng xuống, không đấu đá lung tung trong cơ thể như phi thiên dạ xoa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng luồng chân nguyên này đi vào kinh mạch, tuân theo bí pháp vận chuyển thiên âm thi quyết. Tần Tang vô cùng khẩn trương, sợ chân nguyên đột nhiên cuồng bạo, công phá thể xác, nhưng trải qua một vòng chu thiên, chân nguyên vẫn rất an phận. Nhìn thấy cảnh này, tảng đá lớn trong lòng Tần Tang rơi xuống, tâm thần chìm vào thi đan, tỉ mỉ trải nghiệm, thật sự yêu thích không buông tay. Tần Tang vẫn chưa điều khiển được thi đan, còn cần làm quen với nó, sau đó mới có thể tiến tới nhân đan hợp nhất, tùy ý trường khống. Nhưng Tần Tang đã mơ hồ cảm nhận được, bên trong thi đan ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa tu vi trước đó của hắn. Đây không phải chỉ là thăng cấp mà còn là chất biến, là bước tiến nhảy vọt. Ha ha! Tần Tang nhếch miệng cười ra tiếng, trong lòng thoải mái, bỗng đứng dậy. Nơi này không phải là chỗ để thấu rõ thi đan, kim đan của Thanh Dương Ma Tông đã rời đi 2 canh giờ. Hiện tại thần cương phong dị biến, hắn chắc chắn sẽ về càng nhanh. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 782, Ngoại Đan. Tần Tang mới thành thi đan, không dám giao chiến cùng với cao thủ kết đan chân chính, nhanh chóng rời khỏi Thanh Dương Ma Tông, tìm một chỗ bí mật để quen thuộc thi đan mới là việc quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Tần Tang xoay người lao xuống chân núi. Lúc đi ngang qua vòng xoáy phong vân cũng chỉ nhìn thoáng qua liền không để ý nữa, gọn gàng xuống núi. Đi xuống dưới chân núi, Tần Tang mới phát hiện ngoài núi có không ít khí tức của tu sĩ, hiển nhiên đều bị dị tượng trên thần cương phong hấp dẫn tới. Mặc dù Tần Tang chưa trưởng khống thi đan một cách trọn vẹn, nhưng nhờ chân nguyên che đậy khí tức vẫn là có thể làm được. Giữa đám tu sĩ này không có cao thủ, Tần Tang không lo lắng bị phát hiện. Không cần tốn nhiều sức đã có thể tiềm hành rời đi thần cương phong, Tần Tang không hề quay đầu lại. Trực tiếp lao đến sơn môn Thanh Dương Ma Tông, trong lòng tính toán làm thế nào để có thể xuất kỳ bất ý xông ra núi. Bên trong Thanh Dương Ma Tông trống rỗng, vài tên cao thủ ở lại thủ vệ lại bị vụ thần cương phong lôi đi, Tần Tang tự cho là khả năng thoát ra được khá cao. Nhưng sau khi trốn thoát thành công thì nhất định phải nhanh chóng chạy trốn, không thể dừng lại quá lâu trong khu vực gần Thanh Dương Ma Tông. Tần Tang vừa đi vừa dùng thần thức liên thông thi đan, giành giật từng giây quen thuộc sức mạnh của thi đan chỉ để mong có thể điều khiển nhiều chân nguyên hơn. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiến độ quen thuộc thi đan của bản thân nhanh hơn dư hóa nhiều. Năm đó dư hóa thế mà phải tốn tận 2 ngày mới có thể nhân đan hợp nhất, trưởng khống thi đan một cách triệt để. Là do chính mình chủ động quen thuộc thi đan, khác với dư hóa phải cách một tầng thần hồn ấn ký, nên tốc độ mới nhanh hơn hắn. Hay là chân nguyên dịu hơn sát khí, nên sẽ dễ trưởng khống. Tần Tang không rõ ràng cho lắm, trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu rõ, đành bỏ qua nó, không quá miệt mài đến cùng. Lúc này, cảnh giới nội môn Thanh Dương Ma Tông rất lỏng lẻo, Tần Tang tránh đi một đội đệ tử tuần tra. Nhẹ nhàng đi tới ngoại môn, phát động thân pháp nhanh chóng lao về hướng sơn môn. Vượt núi băng đèo, rốt cục đi tới trước sơn môn. Thân hình Tần Tang đột nhiên dừng lại, ánh mắt âm u nhìn chăm chú đỉnh núi bị biển mây bao phủ. Thanh Dương Ma Tông thế mà lại phong bế sơn môn. Nếu như không phong bế sơn môn, hắn ẩn núp đến trước sơn môn, bất ngờ lao ra sẽ không có người ngăn được hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn không dám xông loạn, cho dù cao thủ kết đan chân chính cũng không có khả năng toàn thân trở ra nếu tự tiện xông vào đại trận. Tần Tang đứng ở góc tối, chăm chú quan sát đại trận. Nhìn rất lâu cũng không tìm được vị trí của mắt trận. Hộ sơn đại trận của Thanh Dương Ma Tông được tạo bởi Nguyên Anh, cực kỳ huyền diệu. Tần Tang nhìn một hồi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, không hề tìm ra được bất kỳ manh mối, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn biết rằng dù cho tìm được mắt trận cũng không xông ra được. Muốn rời khỏi nhất định phải chờ chính Thanh Dương Ma Tông mở ra đại trận. Tần Tang nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hiện tại hành tung của hắn đã bại lộ,
chỉ là hai người phát hiện kia đã bị tổ thánh hỏa vây hãm, không thể truyền ra tin tức. Nhưng thời gian không kéo dài được quá lâu, một khi tên tu sĩ kết đan kia trở về cứu bọn họ ra thì sẽ biết được nội tình. Ngay sau đó sẽ phong sơn, dốc hết lực toàn tông thẳng tay lùng bắt ở trong môn, không tìm được mình tuyệt không dừng lại. Muốn dùng lại chiêu cũ, tiếp tục ẩn náu ở nơi bí mật chờ cơ hội rời đi chắc chắn không còn hiệu quả nữa. Đến lúc đó Thanh Dương Ma Tông bắt ba ba trong giỏ, chạy cũng không có chỗ chạy. Thực lực lúc này của Tần Tang bị suy yếu, trước khi có thể quen thuộc lực lượng thi đan thì không thể xông vào thanh quang diệt khẩu. Thậm chí Tần Tang còn hoài nghi, cho dù mình điều khiển được thi đan, dưới tình huống không có Thanh Dương Ma Hỏa lại đi chọc giận tổ thánh hỏa, không cần đợi hắn giết hai người kia, chính mình đã giữ nhiều lành ít trước rồi. Hắn đã cảm thụ qua sức mạnh của tổ thánh hỏa cao bao nhiêu ở khoảng cách gần. Hai người kia nếu không phải tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, lại có cây trụ cờ xanh kỳ quái kia che chở, chắc chắn đã bị thanh quang chôn vùi thành cho trong nháy mắt. Thanh quang tuy không phải là bản thể tổ thánh hỏa, thì vẫn là tổ thánh hỏa chi lực tinh thuần nhất hiển hóa mà thành. Một khi đột phát sẽ càng đáng sợ hơn cửu U Ma Hỏa ở trong thập phương Diêm La Phiên. Dùng hư thiên lôi thì sao? Tần Tang cân nhắc rồi âm thầm lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Hư thiên lôi sau khi nổ sẽ lưu lại dấu vết, trong thời gian ngắn không thể xóa sạch, sẽ khiến chính mình bị bại lộ. Hư thiên lôi là thủ đoạn mà hắn coi trọng nhất trong giai đoạn này, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Vạn nhất lãng phí hư thiên lôi mà mục đích lại không đạt được, còn đưa bản thân vào trong hiểm cảnh thì toi. Suy nghĩ một lúc sau, Tần Tang quyết định bình tĩnh chớ vội, nếu không ra được thì mau tìm nơi để quen thuộc thi đan. Đợi đến khi thực lực khôi phục thì muốn làm cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn, còn hơn cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung. Còn chưa đầy hai canh giờ, vừa rồi Tần Tang đã phát hiện tiến độ hiểu rõ thi đan của mình vượt xa dư hóa. Nếu dốc hết toàn lực may ra sẽ có thể trưởng không được thi đan trong chừng đó thời gian. Đến lúc đó, chính mình có được thực lực ngang ngửa phi thiên dạ xoa, còn có ô mộc kiếm và hư thiên lôi, chưa chắc sẽ sợ vị tu sĩ kim đan kia. Hắn ta cũng chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 783 Phiền Phức. Nghĩ tới đây, Tần Tang quan sát hai bên, tìm được một nơi ẩn nấp ngay trước sơn môn Thanh Dương Ma Tông không xa, tịnh tâm nhập định, tâm như trì thủy để cảm nhận thi đan trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Tần Tang ngày càng có thể trưởng khống thi đan một cách nhẹ nhàng tự nhiên, tùy theo mức độ hiểu rõ đối với thi đan, trong lòng hắn dần dần có chút giác ngộ. Linh lực trước đây không thể nào sánh bằng chân nguyên thi đan. Tần Tang phát động chân nguyên chi lực, mặc dù không thể gắn bó thân thiết như khi sử dụng linh lực nhưng miễn cưỡng không gặp trở ngại, đã là sức mạch hắn có thể sử dụng. Bảo Tần Tang xưa đâu bằng nay đã là khiêm nhường rồi đấy. Chỉ có điều loại biến hóa này chỉ là về khía cạnh chân nguyên, còn thần thức, thân xác của hắn vẫn giữ nguyên như cũ. Không hề giống với tu sĩ đã thật sự kết đan, dẫn động thiên địa linh khí, phong vân cùng hiện, từ đó thay đổi toàn bộ phương vị. Đây là điểm yếu chí mạng của hắn, trừ phi Tần Tang chấp nhận thì biến, không còn ràng buộc chân nguyên, mặc cho nguyên thần và thân xác chịu đựng xung kích, phi thiên dạ xoa mạnh về thân xác. Để có được thân xác sở hữu tốc độ xuất quỷ nhập thần, có thể đấu trực diện với tu sĩ đồng cấp thì lúc thi biến phải chịu đựng thi đan rèn luyện liên tục. Tần Tang không muốn bị thi biến cho nên thân xác không thay đổi gì nhiều, đồng nghĩa với việc từ bỏ năng lực mạnh nhất của phi thiên dạ xoa. Theo lý mà nói, thực lực của Tần Tang thậm chí còn chưa bằng phi thiên dạ xoa. Nhưng càng về sau, Tần Tang kinh ngạc phát hiện, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống thi đan, nhưng chân nguyên chi lực mà thi đan thể hiện ra dĩ nhiên đã vượt qua dư hóa, người có được thân thể cường hãn. E rằng chờ đến khi Tần Tang có thể sử dụng thi đan một cách triệt để, thực lực của hắn sẽ không kém tu sĩ kết đan sơ kỳ chân chính là bao. Trong cái rủi có cái may, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tần Tang, là do mình dùng loại kim đan không mất hoạt tính,
hay là vì địa sát chi khí kết hợp với càn thiên cương khí nên tạo thành loại lột xác này? Có lẽ cả hai đều có. Phát hiện này khiến Tần Tang vui mừng khôn xiết, lòng tin tăng mạnh. Nhưng ngay sau đó Tần Tang phát hiện thi đan của hắn khác xa so với của Dư Hóa, kết cấu của chân nguyên cực kỳ cổ quái. Không chỉ có lực lượng của chính kim đan mà còn dung hợp thêm địa sát chi khí, càn thiên cương khí và thi khí. Linh lực chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, vẫn là thiên cương địa sát quan trọng hơn. Sau khi tiêu hao lực lượng thi đan, mặc dù có thể hấp thu thiên địa linh khí để khôi phục dần dần, nhưng tốc độ khôi phục cực chậm, trong lúc chiến đấu có thể bỏ qua không tính, cho dù hấp thu linh thạch cũng không tốt hơn là bao. Muốn khôi phục thật nhanh trong khi chiến đấu thì nhất định phải nuốt chừng thiên cương địa sát mới được. Địa sát chi khí còn dễ chứ Tần Tang chưa tìm ra cách mang theo càn thiên cương khí bên người. Nói cách khác, mặc dù thực lực mình mạnh hơn, nhưng chỉ có thể bộc phát một đoạn thời gian, nhất định phải nghĩ cách giết chết hoặc trốn khỏi kẻ địch trước khi chân nguyên khô kiệt. Loại cảm giác này, sao có cảm giác giống ngoại đan trong truyền thuyết vậy nhỉ? Tần Tang âm thầm nhíu mày. Tu tiên giới không thiếu truyền thuyết về ngoại đan, là ước mơ mà mỗi tu sĩ đều tha thiết. Nhưng bí pháp ngoại đan chân chính lại chưa từng được lưu truyền bao giờ. Tuy nhiên, có thể tưởng tượng, ngoại đan cũng là đan, bí pháp chắc chắn sẽ không dễ hơn kết đan chân chính là bao, thậm chí có thể khó hơn. Nghe nói chỉ có tu sĩ kết đan mới có khả năng cô đọng ngoại đan. Thiếu Hoa Sơn có bí pháp ngoại đan hay không thì Tần Tang không xác định được. Hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc đến bí pháp đẳng cấp như vậy, nhưng hắn từng thấy vài lời nhắc về ngoại đan trong một quyển cổ tịch không trọn vẹn vô danh ở Bảo Tháp Phong. Khá giống với thi đan trong cơ thể mình. Ngẫm lại thì, bí pháp luyện chế phi thiên dạ xoa thiên âm thi quyết, há không phải là treo một viên ngoại đan bên ngoài mỗi bộ luyện thi sao? Nơi sâu trong kênh, rạch ẩm ướt, Tần Tang đã thoát khỏi nhập định từ lúc nào không hay. Hiện tại lặng yên trầm tư một hồi rồi chậm rãi lắc đầu, tạm thời không muốn suy nghĩ ba thứ này nữa. Dù sao thì chỉ mới có được thi đan trong thời gian quá ngắn, không kịp trải nghiệm một cách tỉ mỉ, hẳn đã lọt mất vài thứ. Đợi đến khi bản thân an toàn rồi thì mới có thể tập trung thể ngộ thật cẩn thận, sau đó mới cho ra kết luận được. Nghĩ tới đây, Tần Tang đứng lên. Lúc này hắn đã có thể điều khiển được thi đan, thời gian ngắn hơn hắn tưởng, chỉ mất nửa canh giờ. Tu sĩ kết đan của Thanh Dương Ma Tông vẫn chưa trở về. Tần Tang quyết định không tiếp tục chờ nữa, trở lại Thần Cương Phong, tạo vài chuyện phiền phức đưa cho Thanh Dương Ma Tông. Hắn không mang Thanh Dương Cương Anh đi được, nhưng có thể phá hư. Một khi Tổ Thánh Hỏa bất ổn, chắc bọn chúng sẽ không có tinh lực đi tìm mình nữa đâu. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 784 Phong Sơn. Cương ngọc rất là kỳ lạ. Khi không đụng vào thì cứng rắn cực kỳ. Lúc ấy, viên cương ngọc mà Tần Tang đã chọn kia vốn dĩ to bằng một đứa bé sơ sinh. Sau khi bị hắn hấp thu cương khí thì mới vỡ vụn thành vài cục nhỏ. Đến lúc mang xuống Thần Cương Phong thì không thể giữ được lâu, tan vỡ ngay lập tức. Thế nhưng như vậy có lẽ có thể khiến Tổ Thánh Hỏa càng bất ổn hơn. Chỉ có điều, để có thể lấy xuống những viên cương ngọc kia mà không nguy hiểm đến tính mạng sợ là không dễ. Cương ngọc có liên quan đến sự ổn định của Tổ Thánh Hỏa. Mà Tổ Thánh Hỏa chính là người bảo vệ cương ngọc. Tần Tang bí mật phát động chân nguyên, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Phát hiện tốc độ đã tăng vọt so với trước đó, sánh ngang tu sĩ kết đan chân chính. Trong lòng hắn hơi động, ô mộc kiếm bay ra từ mi tâm, lặng yên hiện lên ở trước mặt. Chân nguyên cũng là lực lượng của hắn, sẽ không ảnh hưởng việc hắn sử dụng ô mộc kiếm. Tâm niệm Tần Tang vừa khởi, kiếm quang trên thân ô mộc kiếm liền tắt, thoát cáu đã bay quanh hắn một vòng rồi trở về chỗ cũ, khiến người hoa mắt cứ tưởng nó chưa từng di chuyển. Sau đó, Tần Tang giơ lên tay phải, ô mộc kiếm lóe lên rồi bay đến lòng bàn tay Tần Tang, hóa thành kiếm quang bơi lội như cá, linh hoạt xen kẽ giữa những đầu ngón tay hắn. Khóe miệng Tần Tang hơi nhếch,
lộ ra nụ cười hài lòng. Ô Mộc Kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn. Khi còn ở giả đan cảnh, mặc dù có thể sử dụng được nhưng nó vẫn sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho hắn. Hơn nữa không thể phát huy hết uy lực chân chính pháp bảo. Hiện tại không giống vậy. Hắn đã có thể nhẹ nhàng ngự sử Ô Mộc Kiếm thi triển đủ loại kiếm thuật, không hề có một chút khó khăn nào. Chỉ tiếc là không có cách nào sử dụng được thần thông kiếm khí lôi âm. Nếu không thì hắn còn sợ một tên kết đan sơ kỳ sao? Đối phương hoàn toàn không thể đuổi kịp chính mình. Đúng rồi, còn có thập phương diêm la phiên. Tần Tang khẽ cân nhắc, giá trị lớn nhất của Ô Mộc Kiếm hiện tại là linh kiếm mang theo thần thông huyết uế thần quang, có thể xuất kỳ bất ý gây phiền toái lớn cho địch thủ. Nhưng muốn chiến với tên kim đan kia thì phải là thập phương diêm la phiên mới được. Thanh dương ma hỏa của thanh dương ma tông không phải dạng vừa. Dùng Ô Mộc Kiếm đối phó ma hỏa đẳng cấp kim đan e rằng rất khó làm được việc. Bên trong thập phương diêm la phiên có cửu u ma hỏa, cùng là một loại kỳ hỏa, vừa vặn xung khắc lẫn nhau. Ngược lại bây giờ mình mặt xanh nanh vàng, nhãn lực tên kim đan kia cho dù tốt đến mấy chắc cũng không thể nhìn ra mình ngay được. Và lại mình đã đạt được lực lượng của cảnh giới kim đan, xưa đâu bằng nay. Cho dù quang minh chính đại sử dụng thập phương diêm la phiên cũng không sợ kéo theo bất kỳ hậu hoạn gì. Tuy nhiên, thập phương diêm la phiên chôn ở bên ngoài thanh dương ma tông, cần ra ngoài càng nhanh càng tốt mới được. Tần Tang búng ngón tay, thu hồi Ô Mộc Kiếm, lấy ra hư thiên lôi từ trong ngực, chuẩn bị triển khai thân pháp trở lại thanh dương ma tông nội môn. Không biết bây giờ tình huống trong thanh dương ma tông nội môn thế nào rồi. Vừa lướt đi không xa, Tần Tang đột nhiên có cảm giác, chợt quay đầu, phát hiện ở gần sơn môn thanh dương ma tông bỗng có mây trắng cuồn cuộn, chớp mắt tách thành hai, lộ ra một tòa bia đá. Nhìn thấy 6 tên tu sĩ trúc cơ ngồi xếp bằng xung quanh bia đá, Tần Tang thầm nói hóa ra mắt trận ở ngay chỗ này, đồng thời thầm mắng trong lòng, định lực 6 người thật tốt. Thần Cương Phong xảy ra chuyện mà bọn họ vẫn ngồi vững được. Nếu bọn họ bị Thần Cương Phong dẫn đi, chính mình đã có thể thoát thân từ lâu rồi. Có điều Tần Tang không biết, vốn dĩ nơi này có 8 người. Bọn họ thật ra đã biết Thần Cương Phong có dị biến. Sau khi 2 vị đồng môn vào núi lại mất tích thì đã có 2 người chạy đi cứu người. Tin tức được truyền ra rất nhanh. Hiện tại Thanh Dương Ma Tông đã loạn thành một đống. 2 người kia ở lại Thần Cương Phong trấn an đệ tử khác. Những người khác tự biết bản thân không có năng lực giải quyết vấn đề hay cứu giúp đồng môn. Dị tượng nơi Thần Cương Phong còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Bọn họ hiểu rõ càng vào lúc này, càng không thể loạn. Sau khi thương nghị, mọi người quyết định tuân theo mệnh lệnh của Ô Sư Thúc trước khi rời đi. Vững vàng trông coi sơn môn, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi tin tức cho Ô Sư Thúc, mời gã trở về chủ trì đại cục. Sơn môn mở ra. Tần Tang phát hiện 6 tên tu sĩ trúc cơ đồng loạt đứng lên thành một hàng, khom mình hành lễ về phía ngoài sơn môn. Ngay sau đó, một vệt hồng quang rực rỡ như sao băng từ phía chân trời bay vút lại đây. Là tên kim đan kia. Ánh mắt Tần Tang đột nhiên ngưng tụ, không ngờ gã ta chạy về sớm như vậy. Biểu tình trên gương mặt hắn thay đổi một vòng, chợt lắc mình trốn vào rừng cây, sau đó toàn lực áp chế hơi thở, chậm rãi nhích về phía sơn môn. Đệ tử tham kiến Ô Sư Thúc. Tên kim đan kia không leo thềm đá, hồng quang bay thẳng đến trước sơn môn. Những người kia cũng không dám xen vào, trái lại cung cung kính kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Hồng quang chưa tới nơi đã truyền lại âm thanh chất vấn mang theo thịnh nộ đinh tai nhức óc, vang vọng khắp núi. Một giây sau, hồng quang rớt xuống trước mặt 6 người, nhanh chóng tản đi, hiển lộ ra một gương mặt tràn đầy lửa giận của gã tu sĩ họ Ô, kia gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Đây là câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là nhà cửa biến đổi khí chất con người, uống ăn biến đổi hình thể con người. Tu sĩ kết đan, cho dù bề ngoài không tốt, không thèm để ý ngoại hình, không tìm kiếm bí pháp cải thiện bề ngoài, thì khí chất của bản thân cũng đã đủ để người xem nhẹ tất cả. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 785, Xông vào.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như do công pháp gây ra, ảnh hưởng tâm tính. Loại chuyện này thường thấy nhất ở ma tu, tà tu. Người này tên gọi Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo, khi còn nhỏ đã được sư tôn dẫn vào Thanh Dương Ma Tông, thiên phú của gã không hẳn đứng đầu trong lớp thế hệ đồng lứa. Nhưng chỉ có một mình hắn kết đan thành công, trở thành cao thủ kết đan thứ tư của Thanh Dương Ma Tông. Những người khác thiên tư cao hơn hắn, nếu không phải khốn khổ dãy giụa ở cảnh giới giả đan, thì lại bật âm vô tín khi đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Định tính của Ô Hữu Đạo vốn không đến nỗi lộ rõ vẻ giận dữ như vậy, nhưng hiện tại gã thật sự rất muốn chửi ầm lên. Đây là lần thứ nhất gã trấn thủ sơn môn gã sau khi kết đan. Vốn đang tu luyện trong động phủ rất tốt. Đầu tiên là Vô Nhai Cốc đột phát thú triều, có mấy tên đệ tử có tiềm lực bị lan đến, khiến gã không thể không xuất sơn cứu viện. Thanh Dương Ma Tông không thể so với những đại tông môn phát triển lớn mạnh kia, bồi dưỡng bất kỳ một tên đệ tử nào có khả năng kết đan cũng không dễ dàng. Nào ngờ, hắn vừa tới Vô Nhai Cốc không bao lâu lại biết tin tức Tổ Thánh Hỏa dị biến. Ô Hữu Đạo mệt mỏi, cả cái đầu đều muốn nổ, luôn có cảm giác Lão Thiên đang muốn đối nghịch với hắn, bây giờ nhìn ai cũng khó chịu. Sáu người kia cũng phát hiện Ô Hữu Đạo lửa giận ngút trời, sợ thành nơi trút giận của gã nên nơm nớp lo sợ nói: "Khởi bẩm Ô Sư Thúc, tám người chúng con tuân theo mệnh lệnh của ngài, phong tỏa sơn môn." Tổ Thánh Hỏa đột nhiên khơi ra điểm lạ, hai vị sư đệ đồng trúc lên núi xem xét, chẳng biết tại sao bị Tổ Thánh Hỏa vây khốn. May mắn bản thể Tổ Thánh Hỏa vẫn an ổn, hai vị sư đệ khác hiện đang trấn an các đệ tử, hiện tại còn chưa biết nguyên nhân cụ thể dẫn phát dị biến là gì. Lúc Lão Phu rời đi, Thần Cương Phong mọi thứ rõ ràng đều bình thường, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, vẫy tay áo dài chuẩn bị bay trở về nội môn, chợt nhớ tới cái gì, lạnh lùng nói: "Chờ Lê Thanh trở về, không cần tiếc rẻ linh thạch, lập tức phong sơn, mãi cho đến khi tông chủ trở về. Hiện tại đang lúc rối loạn, Lão Phu không có nhiều tinh lực như vậy, ra ngoài cứu từng người, nghe rõ chưa?" Sáu người liếc nhau, luôn miệng nói: "Đệ tử tuân mệnh." Tần Tang núp trong bóng tối nghe lén những lời nói của Ô Hữu Đạo xong thì ý thức được nếu như hắn không nắm chắc cơ hội này để rời đi Thanh Dương Ma Tông thì có khả năng sẽ không thoát được nữa. Căn dặn mọi người xong, Ô Hữu Đạo một mình bay về nội môn. Chờ bóng dáng Ô Hữu Đạo biến mất, Tần Tang mới hành động. Hắn lách mình ra khỏi chỗ bí mật, lặng lẽ lại gần sơn môn. Lúc này không thể cầu toàn mọi việc, chỉ có thể tận sức xông ra thôi. Tần Tang đã chuẩn bị tinh thần đánh một trận với Ô Hữu Đạo. Lấy thực lực bây giờ của hắn cũng có thể đối mặt với gã. Nhưng không thể đánh trong Thanh Dương Ma Tông, bằng không hắn không có bất kỳ phần thắng. Chờ Ô Hữu Đạo tiến vào Thần Cương Phong, vì xử lý Tổ Thánh Hỏa nên bận rộn không thể phân tâm thì hắn sẽ vượt môn, cơ hội thoát ra được sẽ lớn hơn một chút. Ngay khi Tần Tang đang tính toán nên hành động ra sao, lúc nào ra tay được thì chợt thấy một chiếc phi thuyền phá không lao đến ở bên ngoài Thanh Dương Ma Tông. Chính là chiếc phi thuyền có hình dáng quả đậu trước kia, nhưng tốc độ lại nhanh hơn mấy lần. Nhanh như vậy, Tần Tang không ngờ rằng những người khác lại trở về nhanh như vậy. Hiện tại Ô Hữu Đạo chắc chắn còn chưa vào Thần Cương Phong, nhưng trong lòng hắn biết đã không thể đợi thêm nữa, lập tức quyết định. Tần Tang phát động chân nguyên, triển khai thân pháp, tận lực che lấp khí tức, giành giật từng giây phóng nhanh về phía sơn môn. Trước tấm bia đá, sáu người đứng tại chỗ kinh động dương mắt nhìn chiếc phi thuyền đằng xa đang bay tới. Chỉ cần chờ đồng môn trên phi thuyền trở lại là bọn họ sẽ tuân theo mệnh lệnh của Ô Hữu Đạo, một lần nữa mở ra đại trận phong tỏa sư môn. Ầm ầm, phi thuyền bay vút trên không, càng ngày càng gần. Tiếng vang rền như tiếng sấm ập đến. Đúng lúc này, trong sáu người đang đứng trước tấm bia đá, có một lão giả tu vi cao nhất dường như cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, sau đó cụp mắt quét qua một vòng dưới bệ đá. Chỉ thấy vách núi gắn liền dưới bệ đá vô cùng hiểm yếu, không một ngọn cỏ. Tầm mắt kéo dài đến sườn núi bằng phẳng, tuy mọc đầy thông xanh,
Bách Thúy thì vẫn có thể nhìn thấy không sót gì. Tất cả đều bình thường. Những người khác chú ý đến hành động kỳ lạ của lão già, thuận theo tầm mắt nhìn xem thì không phát hiện ra điều gì, chỉ kịp thấy y cau mày nên kinh ngạc, luôn miệng hỏi. Sư huynh, huynh đang nhìn gì thế? Lão già lại nhìn thêm một lần, trên mặt lộ vẻ ngờ vực lắc đầu, chần chừ nói, có thể là lão phu ảo giác, chẳng biết tại sao, vừa rồi. Lời còn chưa dứt, trong mắt lão già lóe lên ánh sáng, đột nhiên vung nắm đấm đánh ra một đường quyền đến rìa bệ đá, đồng thời quát to lăn ra đây. Vù, quyền ảnh trong nháy mắt đã vọt tới rìa bệ đá, lại bị một loại màn chắn không rõ ngăn cản, dừng lại giữa không trung, chợt tan vỡ trong im lặng. Thứ gì? Lúc này những người khác mới nhìn thấy đằng sau quyền ảnh xuất hiện bóng dáng của một tên mặt xanh nanh vàng giống như ác quỷ, làm bọn hắn giật nảy cả mình. Quái vật đã ẩn núp đến khoảng cách gần như vậy, bọn họ dĩ nhiên không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì. Vả lại, quái vật này là từ trong tông môn đi ra. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 786 Ma Hỏa Dị Biến. Tần Tang cũng hơi bất ngờ, trình độ liễm tức của hắn không thể bị phát hiện nhanh như vậy. Hiện tại hắn để ý đến tên phát hiện ra hắn hình như có mối liên kết với bia đá. Tần Tang suy nghĩ rất nhanh, lập tức hiểu rõ không phải trình độ hắn kém mà vì người này hẳn là chủ trận, tức là dựa vào bia đá để nhìn thấy mình. Một chút nhạc đệm này không khiến hắn thay đổi quyết định. Tung tích đã bại lộ, Tần Tang không nói một lời, dứt khoát nhún chân nhảy lên, bóng hình như điện, nhào về phía sơn môn. Ngăn hắn lại, tên lão giả kia phản ứng cực nhanh, giống lên thật to. Những người khác vội vàng sử dụng pháp khí của từng người. Trong năm người có ba người có pháp khí giống hệt nhau, một cái đồng thau chùy. Bên ngoài đồng thau chùy bốc lên thanh dương ma hỏa. Cả hai liên kết chặt chẽ, cực kỳ khớp với nhau. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn vẫn là quá chậm, Tần Tang trong nháy mắt đã lao đến, tâm niệm vừa khởi, ô mộc kiếm, ô mộc kiếm. Mang theo tốc độ nhanh hơn bắn ra, bộc phát kiếm khí kinh người, pháp bảo, mọi người kinh hãi, rắc rắc. Ô mộc kiếm thẳng thắn chặt đứt một thanh phi kiếm, đồng thời còn lưu lại một vết kiếm thật sâu trên thân một cái đồng thau chùy. Vừa nhìn liền biết hai kiện pháp khí này đã gần như vô dụng. Biểu hiện hung hãn như vậy làm cho gương mặt ai nấy đều xám như cho tàn, không dám đối chiến trực diện với ô mộc kiếm, lần lượt tránh né. Sự dũng cảm của bọn chúng đã mất, mục đích của Tần Tang đã đạt, không còn hùng hổ dọa người nữa. Trốn thoát khỏi đây mới là việc quan trọng nên hắn nhanh chóng thu kiếm phóng ra phía ngoài. Nào ngờ ngay khi hắn sắp vượt qua bia đá thì nó bỗng tỏa ra hào quang. Một cột sáng chói mắt phóng lên không trung, mang lại động tĩnh rất lớn, trong vòng trăm dặm cũng có thể nghe thấy được. Ngay sau đó, Tần Tang cảm thấy hoa mắt, phía trước bỗng xuất hiện một lớp màn sáng mỏng manh. Tâm trạng Tần Tang nặng nề, tầm mắt vừa chuyển đã thấy lão giả kia trốn phía sau bia đá, tay bấm ấn quyết cổ quái, chăm chú nhìn hắn. Người rốt cuộc là kẻ nào? Mai phục trong tông môn của ta có mục đích gì? Tần Tang âm thầm cười lạnh, không để ý tới tên đó nữa. Một tay cầm lấy ô mộc kiếm dùng hết toàn lực chém về phía màn sáng. Nếu như là đại trận hoàn chỉnh thì hắn không thể nào phá vỡ. Nhưng hiện tại chỉ là một tên vội vàng mở ra, không phải toàn bộ, uy lực không thể sánh nổi. Huống hồ Tần Tang là từ bên trong sông ra bên ngoài. Mà tác dụng của bia đá phần lớn là ngăn cản người ngoài xâm nhập vào bên trong. Ngay sau đó, phía nội môn truyền ra một tiếng rít gào. Tần Tang không cần nhìn cũng biết đó là ô hữu đạo đã bị kinh động. Ken két, màn sáng bị ô mộc kiếm chém chúng tạo thành vết nứt. Liên tiếp chém xuống vài nhát thì nó đã lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một luồng lưu viêm nhanh như tiên hạc phóng ra từ nội môn. Xẹt qua dãy núi ngoại môn, đồng thời truyền ra tiếng giống giận dữ ngút trời của ô hữu đạo, kẻ nào to gan dám xông vào Thanh Dương Tông. Tần Tang mặc dù không quay đầu nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức ô hữu đạo càng ngày càng gần, khí thế cường đại khiến hắn như có gai ở sau lưng.
Trong lòng Tần Tang rất khẩn trương, không ngại phát động thi đan, động tác vung kiếm ngày càng nhanh. Rốt cục, màn sáng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ nát. Tần Tang thành công xông phá màn sáng, tâm trạng buông lỏng, lập tức ngự kiếm bay lên, chuẩn bị phóng lên cao rời đi. Nào ngờ đúng ngay lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm giác được một luồng gió mạnh đánh tới từ phía sau lưng. Trong luồng gió ẩn chứa sự sắc bén thậm chí còn hơn cả Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm, cút về cho ta! Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo gầm lên. Tần Tang không dám khinh thường, bóng dáng lóe lên liên tục. May mắn ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đã di chuyển được mấy trượng, dư quang thoáng nhìn một đạo thanh dương ma hỏa phóng sát qua vai mình. Bên trong ma hỏa cũng có một cái đồng thau chùy. Chỉ có điều, đồng thau chùy của Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo là pháp bảo hạ phẩm, mặt ngoài quấn quanh từng vòng kim sắc trong mắt. Lúc xoay tròn tiến lên, bản thể đồng thau chùy hình thành một cái vòng xoáy quỷ dị, dường như có thể hút lấy tâm thần, và lại tốc độ cực nhanh. Tần Tang chỉ liếc sơ qua rồi không để ý tới đồng thau chùy nữa, tiếp tục trốn. Hiện tại đã rời khỏi Thanh Dương Ma Tông, không cần lo lắng sẽ bị chặn mất đường lui. Nhưng vẫn cần lấy bảo bối đặt ở bên ngoài về mới có thể yên tâm chiến với Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo, tìm kiếm thời cơ thoát thân. Đồng thau chùy cực kỳ linh hoạt, vừa hụt một lần tấn công liền lập tức quay đầu mâu tiếp tục đuổi đánh Tần Tang. Về phần Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo thì không biết dùng bí pháp gì, tốc độ tăng nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa gã và Tần Tang. Đúng lúc này, phi thuyền nơi xa phát hiện tình huống bất thường, lập tức thay đổi phương hướng ngăn lại đường đi của Tần Tang. Ánh mắt Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo sáng lên, đột nhiên cất cao giọng nói với người trên phi thuyền: "Kết Thanh Hỏa Kỳ Môn trận." Lời vừa nói ra, phi thuyền đột ngột dừng lại, vừa vặn chắn trước vị trí Tần Tang chôn giấu bảo vật. Ngay sau đó, gần 20 bóng người bay ra từ trong phi thuyền, đều là tu sĩ trúc cơ. Tu vi kém cỏi nhất cũng chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng có kẻ mạnh như tu sĩ họ Lê, là cao thủ giả đan cảnh. Sau khi bay ra khỏi phi thuyền, bọn họ lơ lửng trên không. Có ba người, bao quát tu sĩ họ Lê, lấy ra một cây cờ hình tam giác từ túi giới tử. Loại tam giác kỳ này giống y xỉ cái mà Tần Tang đã thấy trên Thần Cương Phong. Vèo, vèo, vèo. Ba người đồng thời phất tay dựng lên tam giác kỳ. Ba cây cờ xanh xoay vòng bay lên, chia ra đứng ở vị trí tam tài trên hư không. Giải thích tam tài là thiên, địa, nhân. Hết giải thích. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 787. Không bị ảnh hưởng. Tiếp đó, những người còn lại đồng thời phát động thanh dương ma hỏa trong cơ thể, rồi thúc đẩy ma hỏa phóng tới trận kỳ. Bọn họ ra tay không giữ lại chút nào, hơn nữa còn duy trì thật lâu. Sau khi được rót thanh dương ma hỏa liên tục, màu sắc trên mặt cờ xanh ngày càng chói mắt, dần dần tạo thành một quả cầu lửa màu xanh ngay ở trung tâm đám người. Ma hỏa sáng rực, tản ra khí tức bạo ngược. Tần Tang thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm mơ hồ. Bên trong nhóm người này có rất ít cao thủ, dựa vào thực lực bây giờ của hắn thì bất kỳ ai cũng không cần để vào mắt. Thậm chí, nếu bọn họ đồng loạt tấn công Tần Tang vẫn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng ba cây cờ xanh này nhìn qua không hề đơn giản, một khi để mặc cho bọn chúng bày xong cái trận được gọi là Thanh Hỏa Kỳ Môn kia, chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Đến lúc đó, bản thân trước sau bao vây sẽ rất bị động. Biện pháp duy nhất là phải tìm cách phá hư đại trận trước khi nó hình thành. Thế nhưng lúc này đây Tần Tang lại bị Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo dùng đồng thau chùy dây dưa không dứt, chưa thể thoát được. Hơn thế nữa, Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo đã gần trong gang tấc, càng về sau càng khó tránh. Đồng thau chùy vẫn luôn đeo bám không tha, lại một lần nữa tiến tới. Lần này Tần Tang không tránh né, thầm niệm thúc đẩy Ô Mộc Kiếm, Ô Mộc Kiếm trực diện ngăn lại đồng thau chùy. Ầm, hai kiện pháp khí lần đầu va chạm, đồng thời rung mạnh. Thanh dương ma hỏa trên thân đồng thau chùy ảm đạm xuống, kim hoàn cũng có một vài cái bị vỡ vụn, đang nhanh chóng hồi phục. Ô Mộc Kiếm, Ô Mộc Kiếm cũng vậy. Đúng lúc này,
trung tâm Ô Mộc Kiếm đột nhiên hiện lên một luồng huyết quang yêu dị, trong chốc lát lột xác thành một thanh huyết kiếm. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Ô Hữu Đạo đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không rõ. Gã phản ứng cực nhanh, lập tức định thu hồi đồng thau chùy, nhưng chậm một bước. Soạt, Ô Mộc Kiếm chém xuống, huyết uế thần quang trúng ngay đồng thau chùy. Chỉ một thoáng, ma hỏa trên đồng thau chùy tan đi, những kim hoàn đang bị vỡ cũng dừng tu phục, trở nên u ám không gì sánh bằng, tựa như những mảng hoen gì loang lổ, linh tính của pháp bảo bị hao tổn rất nhiều. Huyết uế thần quang đánh lén lần nào cũng thành công. Kẻ địch chỉ cần không biết thần thông huyết uế thần quang của Ô Mộc Kiếm, gần như sẽ không xuất hiện thất bại. Tần Tang không phóng thích huyết uế thần quang ngay từ đầu, sở dĩ là vì không xác định kiện đồng thau chùy này có phải là bản mệnh pháp bảo của Ô Hữu Đạo hay không. Mặc dù Ô Hữu Đạo chỉ mới kết đan, nhưng nội tình Thanh Dương Ma Tông thâm hậu, có thể trong tay gã không chỉ có một kiện pháp bảo. Tần Tang càng hy vọng có thể phế bỏ bản mệnh pháp bảo của Ô Hữu Đạo. Như thế mới có thể khiến thực lực Ô Hữu Đạo giảm mạnh, tạo cơ hội cho bản thân trốn thoát dễ hơn. Nhưng bây giờ đã không cho phép tiếp tục trì hoãn nữa rồi. Đồng thau chùy lảo đảo bay trở về Ô Hữu Đạo. Huyết uế thần quang. Nhìn đến thảm trạng của pháp bảo, Ô Hữu Đạo kinh sợ không thôi. Gã vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên gặp được pháp bảo được luyện chế bởi thập đại thần mộc. Đồng thau chùy nhìn qua đã biết không thể sử dụng lại, chỉ sợ phải tốn thời gian ôn dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục. Ô Hữu Đạo càng hận Tần Tang hơn. Ánh mắt gã âm lãnh nhìn chăm chú Ô Mộc Kiếm, biết rõ loại thần thông này không thể liên tục sử dụng, bèn lật tay vỗ vào đan điền. Vèo, một cái hồ lô xanh tươi ướt át bay ra từ đan điền Ô Hữu Đạo, vốn chỉ nhỏ ngang ngón cái, sau khi phóng ra đã biến lớn thành một tay có thể miễn cưỡng giữ được. Hổ lô bay đến đỉnh đầu Ô Hữu Đạo, quay tít một vòng, đỉnh chóp nhắm ngay Tần Tang. Thông qua miệng hổ lô có thể nhìn thấy bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm, Thanh Dương Ma hỏa tinh thuần đến cực điểm bùng cháy, lăm le phóng ra. Đồng thau chùy quả nhiên không phải là bản mệnh pháp bảo. Tần Tang thấy thế thầm than, trong lòng biết không thể tiếp tục để Ô Hữu Đạo quấn lấy, đột nhiên mở ra tay phải, lộ ra đồ vật nằm trong lòng bàn tay, làm ra tư thế muốn ném. Một luồng linh khí bị Tần Tang kích phát, hư thiên lôi. Ô Hữu Đạo đang phát động hỏa hổ lô, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thì đột nhiên biến sắc. Hư thiên lôi hiếm thấy hơn nhiều, nhưng những cao thủ kết đan như bọn hắn dù chưa từng thấy cũng biết sơ về hình dạng của hư thiên lôi, đồng thời rất rõ ràng uy lực của nó. Nếu như bản thân bị hư thiên lôi đánh trúng, chỉ sợ không nhìn thấy mặt trời hôm sau. Ô Hữu Đạo sợ hãi cả kinh, cả người phanh gấp nhanh chóng tránh né. Ai ngờ, hư thiên lôi chỉ là một cái để dương đông kích tây. Tần Tang thầm biết phạm vi của hư thiên lôi có hạn, muốn đánh chết kẻ địch trong khu vực trống trải như này chỉ có thể là mơ mộng hão huyền thôi, cho nên vốn là sẽ không phóng ra hư thiên lôi. Rất ít ai tận mắt chứng kiến hư thiên lôi, Ô Hữu Đạo chắc chắn không dám đánh cược chính mình sẽ ném hư thiên lôi thật hay không. Sự thật chứng minh, Tần Tang đoán đúng. Ô Hữu Đạo vừa lui, hắn lập tức ngự kiếm bay lên, toàn lực phóng về phía trước, kiếm quang như điện, trong chớp mắt đã lướt đến trước mặt những tên tu sĩ trúc cơ kia. Ô Hữu Đạo lúc này mới ý thức được bản thân bị lừa rồi. Hối tiếc không thôi, nhưng đã không kịp ngăn lại Tần Tang. Tu sĩ họ Lê gặp nguy không loạn, cất giọng la lớn, tán. Những người còn lại thoát ẩn thoát hiện, lập tức tản ra khắp nơi. Trận hình của bọn hắn nhìn như tán loạn nhưng thực ra bên trong có sự liên kết. Ba cây cờ xanh vẫn đứng ở chỗ cũ không bị ảnh hưởng. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 788, Làm Gương. Quả cầu lửa ở giữa trận đột nhiên nâng lên, tiếp đó hóa thành một luồng hỏa diễm nhào tới ngay trước mặt Tần Tang.
Mặc dù là thanh dương ma hỏa được phóng thích bởi một ít tu sĩ trúc cơ nhưng đã được chuyển hóa hoàn toàn ở bên trong cờ xanh. Luồng hỏa lưu này trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại cực kỳ tinh thuần, Tần Tang không dám khinh thường. Nhưng Tần Tang hơi suy nghĩ một chút, lại làm ra hành động ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không hề tránh né, hơn nữa còn tăng nhanh tốc, phát động chân nguyên, định bướng bỉnh chặn lại hỏa lưu. Thanh dương ma hỏa mạnh ở chỗ nếu như dính vào linh lực hoặc chân nguyên của kẻ định thì sẽ giống như giỏi trong xương, rất khó thoát khỏi. Nếu người khác biết rõ uy lực của thanh dương ma hỏa thì tuyệt đối không dám làm như thế. Nhìn thấy Tần Tang ngông cuồng như vậy, các tu sĩ của thanh dương ma tông đều cười khẩy. Không ngờ, một giây sau bọn họ lại kinh ngạc đến suýt sái quai hàm. Tần Tang cưỡng ép va nát hỏa lưu, nhưng bóng người chỉ lung lay một tí, mà những ngọn lửa giống như phi tiêu kia ngay lúc chạm vào chân nguyên của Tần Tang, vốn dĩ nên bám lấy bốc cháy hừng hực khiến hắn rơi vào thống khổ, thì đằng này lại như bị mất đi nguồn nhiên liệu, từng cái bị dập tắt. Tần Tang cười to. Vừa nãy hắn cũng cảm giác được một chút manh mối, sau khi cả gan kiểm chứng, quả nhiên là như thế. Có lẽ trong chân nguyên của hắn có ẩn chứa thanh dương thần cương, có cùng nguồn gốc với thanh dương ma hỏa, cũng vì vậy mà không sợ thanh dương ma hỏa. Cho dù dính phải, cũng có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Chiêu thức cuối cùng mà tu sĩ thanh dương ma tông làm người ta kiêng kỵ, không có tác dụng với hắn. Đối với Tần Tang, thanh dương ma hỏa không khác gì linh hỏa thông thường. Điều này làm cho Tần Tang không kiêng nể gì mà phá trận. Về sau, đại chiến với ô hữu đạo cũng không bị bó tay bó chân, khả năng thoát thân càng lớn hơn. Tần Tang cảm nhận một thi đan bên trong chân nguyên. Mặc dù thời gian giao thủ với ô hữu đạo không dài, nhưng tiêu hao rất nhanh. Hắn không thể hồi phục giữa trận chiến, phải thoát khỏi ô hữu đạo trước khi hao hết chân nguyên. Như vậy, trước đó, nhất định không được sợ hãi, tránh cho ô hữu đạo nhìn thấy dấu vết. Tần Tang phá hỏa mà ra. Ngay cả ô hữu đạo ở bên trong cũng bị tình cảnh này làm cho kinh sợ. Thanh hỏa kỳ môn trận là một trong những chiêu thức ngự sử thanh dương ma hỏa mạnh nhất của tu sĩ trong thanh dương ma tông. Vốn tưởng rằng ít nhất có thể giữ chân Tần Tang, đợi ô hữu đạo đuổi tới, vậy mà không có một chút tác dụng. Bọn họ không nghĩ tới lý do là vì chân nguyên kỳ dị của Tần Tang, chỉ tưởng rằng Tần Tang có bảo vật, có thể tị hỏa. Ánh mắt Tần Tang lướt qua, đột nhiên búng tay, kiếm khí của ô mộc kiếm tăng vọt, kiếm hóa thành chùm sáng, nhanh chóng chém tới. Ngay lập tức, bọn họ hiểu ra, Tần Tang muốn phá hủy ba ngọn thanh kỳ. Ngưng, ba người điều khiển thanh kỳ lâm nguy không loạn, ba ngọn cờ bỗng hợp lại. Thành một cái, ngọn lửa bay lên từ trên lá cờ, hình thành một hỏa chướng. Tần Tang không chạy trốn mà tấn công thanh kỳ, đúng ý của bọn họ. Thanh hỏa kỳ môn trận ngưng tụ thanh dương ma hỏa, mặc dù không thể tiếp tục thiêu đốt chân nguyên của Tần Tang, nhưng uy lực của nó vẫn còn, không dễ bị hủy đi như vậy. Bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian một chút, ô sư thúc rất nhanh sẽ đuổi tới rồi. Nhưng không ngờ, ngay từ đầu ô mộc kiếm không nhắm tới thanh kỳ, từ kỳ trận mà qua, liền một mạch lao ra, lại lướt qua đầu bọn họ, hướng phi thuyền mà tới. Không ổn. Phi thuyền. Tu sĩ họ Lê lập tức phản ứng lại, sợ hãi kêu một tiếng. Lúc bọn họ vừa tới, đã nghe theo mệnh lệnh từ ô hữu đạo, ngay lập tức bố trí thanh hỏa kỳ môn trận, không dám dè dà, vì vậy chưa kịp thu hồi phi thuyền. Oanh! Kiếm quang của ô mộc kiếm cao muôn trượng, giống như trường hồng quán nhật bao quanh con thuyền giữa không trung. Giải thích trường hồng quán nhật là hiện tượng vầng hào quang quanh mặt trời đã được khoa học lý giải. Người xưa cho rằng đây là điềm báo trước những thảm họa. Hết giải thích, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Phi thuyền chắc chắn bị đẩy lùi hơn 10 trượng, linh quang bỗng chốc trở lên cực kỳ ảm đạm. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ, trên mạn trái phi thuyền tồn tại một khe hở khiến người ta thấy mà giật mình. Dường như bị toàn bộ pháp khí xuyên qua, suýt nữa gãy thành hai đoạn. Tiếp đó, phi thuyền nghiêng một cái, rơi từ trên không xuống. Sau khi suy tính kỹ,
Tần Tang quyết định phá hỏng phi thuyền trước. Rốt cuộc phá hủy ba ngọn cờ xanh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đâu ai biết Thanh Dương Ma Tông còn bao nhiêu cờ nữa chứ? Nhưng loại phi thuyền có thể để cho tu sĩ trúc cơ kỳ hợp lực điều khiển lại sánh ngang được với tốc độ bay của tu sĩ kết đan kỳ. Là một món pháp khí vô cùng đặc biệt, luyện chế cực kỳ khó, cần phải có linh tài chân quý như pháp bảo. Thiếu Hoa Sơn cũng không có loại pháp khí này. Đoán chừng Thanh Dương Ma Tông cũng khó có thể có chiếc thứ hai. Phá hủy phi thuyền, những đệ tử trúc cơ kia không đuổi kịp mình, đến lúc đó bản thân kéo dài khoảng cách, chỉ cần một đấu một với Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, nếu không, Ô Hữu Đạo sẽ được viện trợ không ngừng. Một kích của Ô Mộc Kiếm đã thành công. Bản thân Tần Tang cũng không dám đứng nguyên một chỗ, bởi vì Ô Hữu Mộc vẫn luôn đuổi theo không bỏ. Ô Hữu Đạo đã trải qua một lần, không thể lại bị cách tung hư chiêu kia dọa lùi, trừ phi Tần Tang bằng lòng làm nổ hư thiên lôi. Tại nơi trống trải như vậy, đoán chừng hư thiên lôi cũng chỉ có thể nổ nát góc áo của Ô Hữu Đạo. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 789, bức màn bí ẩn về thập phương Diêm La Phiên. Tốc độ cơ thể không giảm, đột nhiên Tần Tang bổ nhào xuống mặt đất, cương quyết đoạt lại túi giới tử của mình từ những đệ tử Thanh Dương Ma Tông trong trận. Không quá khó để chọn mục tiêu, bởi Tần Tang phát hiện một người quen, Văn Ngạn Kiệt. Người này đeo một bộ quan tài trên lưng, rất dễ để người ta chú ý. Tần Tang tựa hồ không do dự chút nào. Nhìn chúng Văn Ngạn Kiệt, bóng dáng liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã đối mặt với Văn Ngạn Kiệt. Đáng tiếc, vẻ ngoài của Tần Tang hiện tại quá mức ghê tởm, Văn Ngạn Kiệt không thể nhìn ra cái gì từ gương mặt này. Tu vi của Văn Ngạn Kiệt trong những sư huynh sư đệ đồng môn ở đây có thể đứng thứ năm, nhưng hắn luôn điệu thấp. Xuất hiện tình huống đối mặt như thế này có liên quan đến cao thủ kết đan kỳ Ô Hữu Đạo. Nếu không phải không dám làm trái mệnh lệnh của Ô Hữu Đạo, họ đã giải tán từ lâu. Càng khoe mẽ, chết càng nhanh. Đạo lý này, Văn Ngạn Kiệt hiểu rất rõ. Vốn tưởng Ô Sư Thúc có thể nắm chắc đối phương, lại không ngờ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt, người nọ đã thoát khỏi Ô Hữu Đạo, vọt tới trước mặt bọn họ. Ngay cả cơ hội chạy trốn, bọn họ cũng không có. Hơn nữa, trong nhiều người như vậy, đối phương lại chọn hắn. Giây phút này, Văn Ngạn Kiệt mới cảm nhận được bản thân yếu ớt cỡ nào. Vẻ mặt Văn Ngạn Kiệt đầy hoảng sợ, quan tài đen sau lưng ầm một tiếng, nổ tung. Một bóng đen nhanh chóng bay tới trước mặt hắn. Thấy Văn Ngạn Kiệt muốn dùng sát thi mình bán cho hắn, ngăn cản chính mình, Tần Tang thầm cười lạnh, tay phải hóa thành móng vuốt, dùng tốc độ nhanh hơn, chọc thẳng vào bụng luyện thi, xuyên thẳng tới đan điền. Chân nguyên không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đã phá hỏng khí hải của sát thi. Chỉ một thoáng, cả hai lao thân mà qua, luyện thi chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, Tần Tang dễ dàng đánh bay pháp khí Văn Ngạn Kiệt đánh ra, nắm cổ hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bốn phía một vòng, một thủ trưởng khác chợt vung lên, bổ vào trán Văn Ngạn Kiệt. Bùm! Đầu Văn Ngạn Kiệt nổ tung như trái dưa hấu, cũng không kịp kêu một tiếng, chết ngay tức khắc. Bạch hồng tung tóe tứ phía. Tần Tang tùy ý ném thi thể tàn phế, lạnh lùng nói, kẻ nào lại dám ngăn cản lão phu, lấy người này làm gương. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này, gồm cả tu sĩ kết đan kỳ, sắc mặt đều thay đổi, hít vào một hơi lạnh, vô thức lùi về sau một bước. Thanh hỏa kỳ môn trận cho bọn họ ảo giác, tưởng rằng mình có thể nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ kết đan kỳ. Bây giờ mới hiểu được, chỉ dựa vào ba ngọn cờ xanh, bọn họ tối đa chỉ có tư cách lược trận mà thôi. Nếu Ô Hữu Đạo không áp chế nổi đối phương, kẻ địch phóng khai thủ cước, đại sát tứ phương, thanh hỏa kỳ môn trận hoàn toàn không thể bảo vệ mạng nhỏ của bọn hắn được. Không ai dám tiến lên, ngăn cản Tần Tang nữa. Hắn xông vào mảnh rừng dưới núi, đánh ra một chưởng, tạo ra một khe hở,
rồi dùng chân nguyên bọc lấy túi giới tử cùng mấy loại bảo vật từ dưới lòng đất ra. Nắm những bảo vật vừa lấy được trong tay, sắc mặt Tần Tang hơi hòa hoãn một chút, quay đầu, nhìn thoáng qua, lại tiếp tục bay về phía trước. Những tu sĩ trúc cơ kia vẫn đứng nguyên, ngơ ngác nhìn nhau, không dám truy kích. Ô Hữu Đạo vẫn không từ bỏ, thân hóa thành chùm sáng, không ngừng bám sát Tần Tang. Hai chùm sáng, một trước một sau, rất nhanh liền rời khỏi tầm mắt mọi người. Hắn biết, trong thời gian ngắn, những đệ tử này không giúp được gì, chỉ để lại một câu: Lê Thanh, bây giờ ngươi về núi, đi trung tâm cấm kỵa, nhìn xem rốt cuộc hắn đã đánh cắp thứ gì. Nhanh chóng tu phục phi thuyền, triệu tập tất cả đệ tử có thanh kỳ, đến đây giúp ta. Tần Tang chọn hướng chạy trốn là hướng chính tây. Hướng đông sẽ tới Vô Nhai Cốc, xuất hiện thú triều, các cao thủ lịch luyện trong cốc đều bị đuổi ra ngoài. Hướng nam thì là Thanh Dương phường thị, không ai dám chắc trong phường thị không có cao thủ ẩn nấp. Tần Tang cũng không muốn vừa thoát khỏi Ô Hữu Đạo đã bị những người khác nhìn chằm chằm, để bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Hướng tây Thanh Dương Ma Tông là một vùng quốc gia rộng lớn, linh lực rất mỏng manh. Nơi đây chỉ có phàm nhân sinh sống, không có tu sĩ nào khai tông lập phái ở chỗ này. Nếu có, cùng lắm là người được các tông phái phái đến thế gian, quản lý tu sĩ phàm tục. Đa phần tu vi những người này không cao. Ô Hữu Đạo và Tần Tang, một đuổi một chạy, không biết qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông, đã rời xa Thanh Dương Ma Tông. Trên đường, hai người có giao thủ mấy lần. Bản mạng pháp bảo của Ô Hữu Đạo quả nhiên không tầm thường. Thanh Dương Ma Hỏa phun ra từ hổ lô, cực kỳ ngưng luyện, uy lực cũng vượt xa Thanh Dương Ma Hỏa bình thường. Hơn nữa, có thể tụ lại hay tản ra theo ý muốn, khi thì hóa thành đao thương kiếm kích, khi thì lại trải rộng thành biển lửa ngập trời, vô cùng linh hoạt. Khách quan mà nói, cách thức dùng ô mộc kiếm có vẻ khá đơn điệu, Tần Tang chỉ có thể vắt hết óc, thi triển đủ các loại kiếm thuật để đền bù, mới có thể gắng gượng làm một trận với Ô Hữu Đạo. Lúc này, trong tay Tần Tang cầm thập phương diêm la phiên, đang âm thầm giành giật từng giây để tế luyện món pháp bảo này. Chỉ có dựa vào thập phương diêm la phiên mới có thể đối phó được hỏa hổ lô của Ô Hữu Đạo. Tần Tang không chọn cách sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, bởi tốc độ nâng cao Cửu Long Thiên Liên Phù có hạn. Lúc trước Ô Hữu Đạo có dùng bí pháp tăng tốc bất ngờ, Tần Tang vẫn còn nhớ như in. Loại bí pháp này không thể luôn sử dụng, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Hẳn là hắn cảm nhận được ô mộc kiếm đã mệt mỏi, từ từ chuẩn bị áp chế mình. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 790, điều tra. Trong lòng Tần Tang hiểu rõ, nếu không đánh một trận ra trò, thể hiện thực lực của bản thân, để Ô Hữu Đạo biết khó mà lui, vẻn vẹn Cửu Long Thiên Tẫn Phù không thể nào làm hắn từ bỏ. Còn không bằng để lại làm kỳ binh, toàn lực tế luyện thập phương diêm la phiên. Tần Tang có được thập phương diêm la phiên từ khá lâu rồi, cũng đã dùng nó chu sát vài đối thủ, đã cực kỳ quen thuộc, vì vậy tốc độ tế luyện rất nhanh. Trước đây, hắn sử dụng thập phương diêm la phiên là nhờ mượn sức mạnh chủ hồn từ thập phương diêm la trận, biết bề ngoài mà không hiểu bề trong. Có thể nói, hắn hoàn toàn không biết gì cả về thập phương diêm la phiên và cửu u ma hỏa. Từ đầu đến cuối không biết bên trong thập phương diêm la trận có gì. Vì sao sau khi phát động không có ngàn vạn sinh hồn, mà chỉ có một loại hỏa diễm kỳ quái bay ra? Cửu u ma hỏa có liên quan gì với thập phương diêm la phiên? Cùng với từng bước tế luyện, bức màn bí ẩn về thập phương diêm la phiên cũng từ từ được hé lộ. Theo Tần Tang, pháp khí ở thập phương diêm la phiên không chỉ muốn người khác luyện mình thành chủ hồn, còn phải hấp thu vô số sinh hồn chi lực mới có thể đại thành. Chỉ sợ pháp bảo sẽ càng lớn hơn. Nó không chỉ là chí bảo chấn phái của Khôi Âm Tông, mà còn là pháp bảo thành danh của Khôi Âm Lão Tổ, đã từng uy chấn Tiểu Hàn Vực,
làm cho người ta vừa nghe đến đã sợ mất mật. Nghe nói, 10 cây thành trận có thể làm một trận chiến cùng pháp bảo cực phẩm. Tần Tang vốn tưởng rằng đây nhất định là một món pháp bảo cực kỳ tà ác, chỉ sợ không thể dùng thôn phệ sinh hồn bên trong. Nhưng cùng với việc điều khiển thập phương diêm la phiên một cách chậm rãi, Tần Tang mới phát hiện. Dường như hắn đã sai, thập phương diêm la phiên cũng không phải luyện ngục trong tưởng tượng của hắn. Bên trong không có vô số sinh hồn, quỷ khóc sói gào, chỉ có một thứ, cửu u ma hỏa. Cửu u ma hỏa tựa như một hắc long đang say giấc, phù phục trong không gian của thập phương diêm la trận. Tế luyện càng thấu triệt, Tần Tang càng có cảm giác, dường như món pháp bảo này chính là vật chứa giúp phong tồn cửu u ma hỏa. Bởi vì bản thân pháp bảo không có sức chiến đấu, nên dựa hết vào cửu u ma hỏa giao thủ với người khác. Nhưng mà Tần Tang cũng không cảm thấy mất mát, bởi vì sau khi hắn điều khiển cửu u ma hỏa, phát hiện ma hỏa lúc trước hắn đánh ra chỉ là một phần sức mạnh trong đó mà thôi. Cửu u ma hỏa chân chính không hề thua kém thanh dương ma hỏa trong hổ lô của Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo đến nỗi không biết tại sao Tần Tang lại mơ hồ có cảm giác uy lực của cửu u ma hỏa chắc chắn không giống thần cương phong trên tổ thánh hỏa, nhưng loại khác biệt này chỉ e là còn hơn hẳn nó. Hắn có thể nhìn ra tổ thánh hỏa và thanh dương ma hỏa có vô số liên hệ. Ngọn lửa này hình thành, cho dù không phải người làm, thì cũng không thoát khỏi quan hệ với tổ tiên của thanh dương ma tông. Tần Tang từng nhìn nhiều điển tịch như vậy, nhưng với nguồn gốc của cửu u ma hỏa, lại vẫn luôn không có chút đầu mối. Loại hỏa diễm kỳ lạ này chắc chắn không thể do người luyện chế ra. Không biết lão tổ của Khôi Âm Tông thu phục bằng cách nào khiến nó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, mặc cho chủ nhân thập phương diêm la phiên điều khiển. Lại bay qua một con sóng lớn, một mảnh bình nguyên xuất hiện ở phía trước, mơ hồ nhìn thấy một thành trì. Hai người phi độn gây ra tiếng động rất lớn, cũng làm cho những người phàm tục kia phát hiện. Binh sĩ đứng đầy trên tường thành hoảng sợ nhìn hai chùm sáng giống như sao băng. Bởi vì kế gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này, cuối cùng Tần Tang cũng tế luyện xong thập phương diêm la phiên. Thập phương diêm la phiên tự động bay tới trước ngực Tần Tang. Hỏa diễm màu đen trên mặt quạt chập trùng. Tần Tang xem xét xung quanh, thay đổi phương hướng, tránh đi thành trì, bay về hướng hoang sơn giã lĩnh. Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo nắm lấy cơ hội. Ánh sáng xanh từ hỏa hổ lô lóe lên. Một đoàn hỏa diễm bay ra, hóa thành một mũi tên dài, to bằng cánh tay, nhắm thẳng tới giữa lưng Tần Tang. Lúc này, Tần Tang không có ý chạy trốn nữa. Chạy tiếp thi đan chân nguyên sẽ tiêu hao hết. Hắn thu hồi Ô Mộc Kiếm, Ô Mộc Kiếm, chạm một cái vào thập phương diêm la phiên. Ngay lập tức, một ngọn lửa màu đen tuôn ra từ trong cờ. Oành! Hai ngọn lửa di chuyển trên không trung, va chạm vào nhau. Sau đó nổ tung, ngọn lửa màu xanh, màu đen cuồng loạn nhảy múa. Cơn gió manh thổi tới, trực tiếp làm vỡ nát tảng đá lớn trên đỉnh núi bên cạnh. Cửu u ma hỏa. Đồng tử Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo co rụt lại, lại ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của cửu u ma hỏa. Lúc này chất vấn, thập phương diêm la phiên. Ngươi là dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Ô đạo hữu đề phòng quá rồi. Người của Khôi Âm Tông đã chết, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn chút cặn nào rồi. Lão phu không muốn dính lai ai quan hệ gì với loại tông môn đầy tai họa như sao chổi này. Tần Tang cười một cách quái đản, trong lòng hắn thầm than. Quả nhiên không gạt được ánh mắt của Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo. Đều là ma tông, chắc chắn bọn họ nắm rõ. Pháp bảo nổi tiếng của Khôi Âm Tông như lòng bàn tay. Trận chiến này, Tần Tang đều đã để lộ Ô Mộc Kiếm, Ô Mộc Kiếm và thập phương diêm la phiên. Bây giờ không cần lo lắng. Nhưng về sau, hắn cũng không thể nào thay đổi pháp bảo, cũng không thể nào luôn luôn khổ tu trong động phủ. Muốn che giấu thân phận, chỉ sợ rất khó làm được. Sớm muộn gì, Thanh Dương Ma Tông cũng có thể điều tra ra là hắn làm. Các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com.
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.